Hello, xin chào anh em. Cũng rất lâu rồi mình chưa ra clip, tại vì mình vướng mắc ở cái làm cái hồ mới bên hồ Long Biên ấy. Thì đợt này hồ cũng hòm hòm và mình cũng sẽ tập trung làm clip nhiều hơn. Thì trong ngày mai mình sẽ có một cái giải rất hay anh em ạ. Tại vì anh em mình mới thành lập được một cái team gọi là team tên lấy tên là team DSA trực lấy địa điểm sân nhà là cái hồ câu Long Biên đấy, hồ câu Long Biên ấy. Thì ngày mai anh em sẽ đánh giải nội bộ, tức là anh em mình sẽ có 9 người nhưng mà sẽ chia làm 3 team, và đây là một cái giải nội bộ nhưng mà nó không chỉ đánh một hôm là nó xong, mà nó sẽ đánh theo kiểu giải tour anh em, như ở giải bóng đá V-League ấy, kiểu kiểu đấy, hoặc là giải bóng đá ngoại hạng Anh ấy. Thì ba đội sẽ đánh 5 vòng anh em ạ, mỗi vòng đội nào nhất sẽ được 3 điểm, đội nhì 1 điểm và đội ba là 0 điểm. Sau đấy thì sẽ chọn ra hai đội cao điểm nhất để đánh vào trận chung kết. Đấy thì ngoài hai cái giải League và giải Champion này ra thì nó sẽ có thêm một cái giải gọi là giải MVP. Đấy, tức là cái người nào mà trong 5 vòng câu đấy và cái trận chung kết cứ người nào lên nhiều cá nhất thì sẽ được một cái huy chương MVP. Đấy, đến khi mà đạt được 5 cái huy chương MVP cho bất kỳ giải nào của nội bộ team thì sẽ được một phần thưởng tương đối giá trị anh em ạ. Đấy thì ngày mai là buổi đầu tiên, cũng hồi hộp lắm nên là cũng chuẩn bị đồ đoàn kỹ rồi, ngày mai đi chiến đấu không biết tình hình như nào. Tại vì cái hồ câu Long Biên ấy là team 1 là sẽ gồm anh Tuấn này, Đức Béo và Phan Thành. Đức Béo với cả anh Tuấn thì đánh rung và đánh ở cái hồ Long Biên thì cực kỳ dã man rồi, còn Phan Thành thì cũng là tay cực cựu rồi. Team số 2 là team Hà Song, Phong và Hiếu chủ hồ. Đấy, đấy là gần như là team người nhà hồ, cũng quá quen thuộc với hồ để đánh rất dã man. Team mình thì gồm mình này, anh Linh và cháu Duy. Thì thật ra gần đây thì có cái bộ môn rung bắt cá cực kỳ hiệu quả thì mình vẫn chưa chưa học được anh em. Còn cái Linh thì chưa bu lờ, còn cháu Duy thì cũng kinh nghiệm có chưa nhiều nên là cũng hơi lo lắng một chút. Đấy, hy vọng là sẽ ok. Thôi, anh em cùng theo dõi cuộc thi của mình nhé. Trong cuộc thi có thể là tại vì hồ nó rộng ấy nên là có thể mình sẽ nói to hoặc hò hét một chút, mong anh em thông cảm, chỉnh volume trong khi xem. Cảm ơn anh em. Thực sự phải khoe với anh em của anh em ạ. Cái quả bịt mặt vải lạnh của Giác Ôn này công nhận dùng phê thật. Mũ đây này. Đấy. Thì hôm nay mình sẽ dùng mũ của team nhé. Chắc là ok. Nói đi tôi, ba cũng đến giờ rồi là con mẹ mà đít đời đi. Chiến đấu anh ạ. Hôm nay vào Comfort Fortune nhé. Chiến. Cởi chân ạ, cái gì cởi chân ạ? Hà lên luôn cá đầu tiên rồi anh em ạ. Thế mới buồn. Hà con cá đầu tiên anh em nhé. Đúng hết pin anh em ạ, cày thật. Pin nó 50 nhá, vẫn nhạy lắm. Thằng Vũ mày tránh xa anh tao ra để anh tao tập trung câu đi. Díu dít vào đấy. Úi trời ơi.
tăm khó chịu không? Tôi ngồi đi rồi không thể tao không dính. Cày thật. Oh man, cái lưỡi này. Anh nhìn quả lưỡi này. Chán chưa? Buồn luôn. Lưỡi này sao mất được cả. Chết này. Chết này. À bao nhiêu nhỉ? 889. Cá nhân mình được con này là con thứ 5. Con này là con thứ 5 của cá nhân rồi. Còn con thứ 8 của team. Tuyệt vời. Cố lên nào. Ui dồi ôi. Team số 1 này. Anh Tuấn lên cá này. Ui dồi ôi. Duy báo cá luôn kìa. Báo cá này. Duy báo luôn này. Ui dồi ôi. Báo cá phải chưa. Cái này bỏ cầm em ra kèm bao kia thôi. Mình cá luôn này. Tiếp chưa? Ờ. Tiếp rồi! Ôi! Ôi ôi! Bao rồi! Hay quá, tê nhỏ 50 với chúng tôi à? Hay quá. Hay quá. Bốn đường ba con. Vẫn là con mồi huyền thoại nha. Tên là 50 chi con. Bốn đường ba con. Tuyệt vời. Thấy chưa? Thấy tung treo cuối chưa? Tung treo cuối chưa? Một đường duy nhất. Con thứ 7 nhá. Anh Linh thấy em tung ulti được không anh? Mình không biết máy mình quay được không anh em ạ. Nhưng đây là con thứ 7 của mình. Và là con thứ 11 của team. Và lần đầu tiên trong buổi câu hôm nay được chưa được 2 tiếng đã được ngần này cá rồi. Và team mình lần đầu tiên là dẫn đầu anh em ạ. Ui, tức là 10 phân đớp sầm tăm đóng. Mẹ công nhận con 174 này sợ thật. Cân rưỡi nha. Anh ra một phát từ đây bay lên trên luôn. Chết tiếp. Con thứ 8. Anh em nóng cá sát không? Như nhái hơi luôn. 13. 12 á? À 11 à? 12 ok. Quá chưa. Đấy, thượng phương bảo kiếm em ra trận phải như thế chứ anh. Em đi bắt cá nó khác lắm. Nhìn được không anh? Lên con thứ 8 này. Mới có chưa được 2 tiếng lên con thứ 8 thôi. Gánh team luôn. Đấy. Còn team mình được 12 con, team anh Tuấn được 8 con, team Hà được 10 con. Dã man luôn, 2 tiếng. Tính ra tổng ra là 10 này. 12 8, 30 con cá rồi.
đã lên bờ chưa được 2 tiếng. Khủng khiếp. Yes. Con thứ 16 ở team số 3 nhá. Anh Linh thể thể hiện đúng lúc quá. Bong luôn anh ơi. Con thứ 16 của team 3 nhá. Yes. Tuyệt vời. Cố lên Thi ơi. Rồi. Quế lên luôn. Thằng Phong nó không vượt hộ đâu. Ghét tim mình rồi. Lên. Hay quá. Tuyệt vời. 17 nhá. 13, 15, 17 nhá. Rồi, con thứ 18. Tuyệt vời, ui. Anh Tuấn đưa con 16 phát tìm mình lại con 18 luôn. Dồi ôi, bám đuổi sát lút quá. Căng thẳng thật. Khủng khiếp. Anh Linh con thứ 19. Yeah. Đây nhá, vượt. Đâu. Ơ, vòng xuống. Yes! Con thứ 19! Yeah! Ok. Tiếp tục là con thứ 19. Vẫn tiếp tục anh Linh nhá, vẫn đánh UL anh em nhá. Đánh UL và bằng con Big Hit Super Mini. À, 1,5 gram. Được. Tóm chính xác anh. 1,5 gram anh em nhé. Rồi, đây con mồi đây anh em. Yeah. Ôi, gì con thứ 20 luôn, tuyệt vời luôn. Anh Tuấn lên. Anh Tuấn lên luôn con thứ 17 kìa. Yeah. Dã man luôn. Ok, 21. Quá thật, đang tí nhờ. Con số 21. Con số 21. Tuyệt vời. Đưa ăn con nhỏ chứ. Tuyệt vời. Yes. 8 con rồi đấy. Anh có 8 con à? Yeah. Woo. Quay đớp xịt à? Ăn hàng à? Không, bấm vòng tay qua. Cố lên anh. 21. Đấy. Team 2 lên cá của Phong là 15 con. Team 1 là 18 con và team 3 là 21 con. Bây giờ là 5 giờ anh em ạ. Còn 1 tiếng nữa để thi đấu. Chưa cuộc thi là mình thấy nó bám đuổi tỷ số dã man như này luôn. Ui, team Hà lên con 16 thì team mình lên con 22. Team 3 lên con 22 nhá. 22 nhá. Yeah. Lên 9 con rồi. Ôi anh Linh lên MVP rồi. Woo. Ngày điên rồi anh em ạ. Ngày điên rồi. Team Hà lên con thứ 16. Team 2 lên 16. Team 1 lên 18.
Còn đây là team 3, team mình. Lên con thứ 22. Anh Linh 9 con nhá, anh Linh con thứ 9 nhá. Yes. Anh Linh con thứ 9 này. Anh em nhìn túi cá này. Ui dồi ôi. Ở kia túi cá của mình ở kia thì còn nhiều hơn. Túi cá kia của mình mười mấy con. Cố lên anh. Đỉnh 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 anh em. Quá tuyệt vời. Bình cao. Khủng khiếp. Tiếp đi anh. Đây vẫn còn 2-3 con nữa. Thời điểm này gần như là mình gần như không chơi được nữa anh em ạ. Tại vì cá đi ăn chậm nên là những con mồi mình thường hay chơi như NFF 7cm hay là TN50 Chigon gần như không tác dụng. Và sâu diễn gần như hoàn toàn thuộc về anh Linh luôn. Với cần UL và những cái con jig hit 1.5-2g lên ngôi luôn anh em ạ. Con thứ 23 cho team số 3. Ok, con thứ 10 của anh Linh. Dã man. 16, 18, 23 rồi. Khả năng còn 25 phút cuộc chiến gần như ngã ngũ rồi. Con thứ 24 của team 3 nhá. 32 trường. Anh Linh lên 10 con rồi. Anh Linh lên 11 con à? Ui, vãi trường. Yes. 12, anh Linh 12. Team 3 25 con rồi, thôi. Nghỉ thôi. Sắp hết giờ rồi. 10 phút. Cứ chơi tiếp đi khoảng 10 phút. Hết giờ. Cá đây anh em ạ. Bắt lên. Kết quả đúng một ca cơ anh em bắt 60 con cá anh em ạ. Đây là team nhất với 25 con chính là team của anh em mình. Phần thưởng dành cho anh em mình là 2.300.000 đồng. Và đây là anh em giành giải nhì team số 1 với phần thưởng trị giá 900.000 đồng. Đây là phần thưởng của team 3 là 100.000. Đây là Hà nhận giải con cá đầu tiên và con cá số 7. Đây là anh Tuấn nhận giải con cá số 3. Và đây là Phong nhận giải con cá số 5. Đây là anh Tuấn nhận giải con cá số 2 nữa. Còn đây phần thưởng dành cho người lên con cá cuối cùng là chính là anh Linh, rất nhiều phần quà. Đó. Nói chung là hôm nay giao lưu rất vui anh em ạ, vui lắm. Đây, một buổi giao lưu thành công tốt đẹp của giải nội bộ team.